Dạ Đức Minh Tiết Thị Giang xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mới hiện chị là giải trọ công nhân nha. Đường trước giải trọ mình là đường 6 mét nha anh chị. Đường này thì xe 50 chỗ vào tới nơi luôn. Đường thông, đường công cộng nha anh chị ơi. Ở đây em sẽ có là 2 căn kiosk phía trước với lại là 8 căn phòng trọ phía sau. Tổng cộng là 10 căn nha anh chị ơi. Đó. Chiều ngang là ngang 10, dài là 18. Tổng diện tích 180 mét vuông, thổ cư 100% nha anh chị. Đó. Sổ hồng riêng và hướng đông nam. Nằm ngay tại khu tái định cư Tân Hương nha anh chị ơi. Đó, nằm ngay khu tái định cư Tân Hương, nằm ngay sau lưng, phía sau lưng của khu nghiệp Tân Hương nha anh chị. Đó, dân cư đông đúc hiện hữu luôn. Giải trọ của mình là có gác ở trên nha anh chị, nhà trọ có gác luôn nha. Đây là cái cửa sau của giải trọ mình nha anh chị, là có cái đường 1 mét ở phía sau nữa nha anh chị, gọi là đường kỹ thuật ha, hẻm thoát hiểm nha anh chị. Đây, đây là cái đường phía sau của mình ha anh chị. Đó, lối thoát hiểm của giải trọ mình luôn. Đó, dân cư thì đông đúc hiện hữu ha. Chủ chào giá căn giải trọ này là 2 tỷ 100 triệu nha anh chị ơi. Đó, anh chị nào muốn mua liên hệ trực tiếp em nha, và qua số điện thoại là 0787686293 nha anh chị. Đó, mình đến mình coi trực tiếp và mình có thể mình sẽ thương lượng thêm một chút về giá với chủ nữa nha anh chị ơi. Đó, nói chung là ngay khu tái định cư Tân Hương này thì anh chị đi về Sài Gòn tầm khoảng 50 cây số nha anh chị ơi. Đó, dân cư đông đúc hiện hữu luôn. Đường là đường xe 50 chỗ vào thoải mái tại ngay khu tái định cư mà, cho nên là đường xá làm rất là ok nha anh chị. Đó, đường thông, đường công cộng luôn. Ở đây thì gần trường tiểu học Tân Hương nè, rồi cũng như là trường mầm non, trạm y tế, chợ này đủ, kia là đầy đủ hết cho mình luôn. Hai căn kiosk này mình cho thuê người ta cũng khá tiền rồi. Đó, từ đây ra đường lộ chính tầm khoảng vài chục mét thôi nha anh chị. Còn đây là ngay cái cổng chính khu nghiệp Tân Hương nè anh chị ơi. Đó, đây là ngay cổng chính, ngay cổng, cái cổng mà quốc lộ 1A đó. Anh chị từ Sài Gòn đi theo quốc lộ 1A về đây tầm khoảng 50 cây số là đến nha anh chị ơi. Còn giải trọ mình thì phía sau khu nghiệp Tân Hương này thôi. Đó, dân cư đông đúc với lại là nơi đây thì mọi người đi làm rất là đông nha anh chị. Đó, rồi anh chị nào mà muốn mua liên hệ trực tiếp nha. Để chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo ạ.